nhiêu. Hello, chị Kem ơi, mình chào tất cả các em. Kem ơi, bây giờ thì trời đang rất là tuyết. Đây, cái xe của chị Kimber toàn là tuyết thôi. Lạnh quá các em. Hôm nay là anh up đi. Say it, say what you said earlier. Hello, kiện up đi. Chị up đi, anh up đi. Anh up đi. Mến chào tất cả các em. Mến chào tất cả. Mến chào tất cả các em. Mến chào tất cả các em. Yay. Các em ơi, bây giờ đang có rất là nhiều tuyết, cho nên trước khi mà mình chạy xe thì mình phải cào tuyết xuống hết, nếu không mình sẽ không có thấy đường để chạy các em ơi. Đây là đường vào nhà chị Kimber và bây giờ chị Kimber đang đi ra. Đó, các em thấy là tất cả mọi nơi tuyết phủ trắng hết luôn. I call myself a girl. Hello, I'm Andy. Mến chào tất cả các em. Mến chào tất cả các em. Hello, anh Adi, mến chào tất cả các em. Các em ơi, nãy giờ chị Kimber lo nói về tuyết mà chị Kimber quên nói là hôm nay chúng ta làm cái gì. Hôm nay chị Kimber và anh Adi và bé Mariah sẽ làm một cái snow cone thật là to. Cái mà đá bào mà chúng ta cho siro lên để ăn á các em. Cho nên bây giờ chị Kimber đang có mặt ở siêu thị và chúng ta sẽ vào trong đó để mua siro nha. Ok, đi cùng chị Kimber và anh Adi nào. Let's go. Các em ơi, hôm nay chị Kimber không có quay phim bằng điện thoại là tại vì cái điện thoại ra ngoài là nó sẽ bị tắt á các em. Cho nên chị Kimber sử dụng máy quay phim. It's so cool. Wow, rất là lạnh các em. Ah, wow, when the snow falls onto your eyes. It makes you look so magical. Các em ơi, chị Kimber đang có mặt ở siêu thị châu Á. Cho nên người ta có bán rất là nhiều đồ châu Á luôn. Các em ơi, chị Kimber đã tìm thấy siro rồi. Đây là tiệm châu Á nha, cho nên có rất là nhiều đồ ở châu Á luôn. Đây. Đây, siro này các em. Chị Kimber sẽ mua chai này ha. Wow, nặng quá. So heavy. Wait, wait. I'm gonna buy this one. This one looks darker. How does it feel? Hi, chị Kim ơi, mình chào tất cả các em. Các em ơi, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái snow cone khổng lồ luôn. Chị Kimber đang ở ngoài sau nhà chị Kimber và có rất là nhiều tuyết luôn. Hôm nay chúng ta có một số bạn làm chung nha. Hurry up, ok các em, bây giờ chị Kimber sẽ giới thiệu từng người nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có Mariah. Tiếp theo chúng ta sẽ có Abdi. Can't see your face. Whatever, I'm too damn tall. You made it short. Và cuối cùng chúng ta sẽ có chị trợ lý. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cái snow cone nha. Yeah. Yay. Excited.
chị Kimber đã biết là một cái bát bom khổng lồ. Ý. How you gonna do that? Yeah, it's dry, dry snow. Pretty wet snow. I don't want to touch it. Okay. Ew, I don't want to touch it. Just eat it. Almost like a cool. Em Kimber. Các em ơi, bé Kim đang nhìn kìa. Those gloves are not good gloves. Bé Kim ơi. Hi. 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 Hey. Hi Kimber. Put it on there, not on me. Come on, don't move. Okay, I don't know. I'm gonna lift it. Take one part off and put it on there. Good luck. It's not compacted enough. Yeah, I just didn't. Wanna try again or? Congratulations. Chúng ta sẽ chế siêu học lên nha. Tại vì cái tuyết này nó rất là mềm các em, cho nên khi mà chúng ta làm thành cái hình nó rất là khó. Đó, nó rất là mềm. Các em ơi, chị Kimber sẽ có màu đỏ, còn chị trợ lý sẽ có màu gì? Xanh lá cây. Anh Eddie sẽ có màu xanh da trời. Và bé Mariah sẽ có whipped cream. Ok, chuẩn bị chưa các em, chúng ta sẽ chế syrup lên nha. Phải cái đúng rồi. You eating it? Is there any more? Ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu đổ nha các em. 1, 2, 3. The wheels are going round and round. She dressed it in the green. What? The wheels on the bus go round and round, round and round. All through the town. At the on top. There's nothing on top. What the hell do we do, you guys? They look so gross. Okay, picture time. Các em ơi, không biết là chúng ta có nên ăn cái này không ha? Chị Kim vừa thấy nó hơi dơ. Which one you gonna try? Alright, I'll try it. You can't grab it. You need a spoon. Ew, I'll grab it. Oh, sweet! It's sweet! It's actually sweet. Try it. Yeah, it's delicious. Rất là ngon các em, nhưng mà chắc là chị Kim không ăn đâu, chị Kim mới thử thôi. It's sweet, right? It's good. Put it on. It's good, yeah. It's actually delicious, you guys. It's just sugar. Got the one with the mochi. You want the multicolor? No, just grab one with like I don't want to get out my gloves though, because I gotta wash my gloves. Các em ơi, cho các em nhìn kỹ lại nè. Nhìn cũng giống như là cái snow cone thiệt ha. Rất là đẹp. Anh ơi, đi á, thích ăn. Rất ngọt quá các em. Nhưng mà rất là ngon. Nhưng mà chắc chị cái bơ không ăn đâu. I'm ready to go in, guys.
Ok, cái em video của chị Kemper đến đây là hết rồi. Nếu mà các em thích cái video này và muốn chị Kemper làm thêm nhiều cái video ngoài trời như thế này thì các em đừng quên cho video này một like thật to nha. Tại vì các em yêu các em rất là nhiều. Các em rất là nhiều. Quỳ nhất ra em rất là nhiều. What the assist? What the assist? Bye bye. Em có điện thoại đó thì. Wow, lạnh quá các em ơi. Em nè, các em rất muốn ra ngoài chơi nhưng mà ngoài này rất là lạnh cho nên chị Kemper không cho các em ra được nha.